Bạn Bi đi chuyển patin này các bạn ơi. Đó. Và đây là bạn Sao. Bạn Sao này đang tập nha các bạn. Đi từng bước một nào. Đi. Bạn Sao đi từng bước này. Đó. Dẫm. Đúng rồi. Chân trái, chân phải, dẫm lên, dẫm xuống. Bạn kia lướt nhanh không? Đó, mấy bạn kia lướt nhanh kìa. Các bạn đi này các bạn. Từ từ. Ôm cua từ từ thôi. Không cần phải đi nhanh đâu. Bạn Bi đang chạy lên trên kìa các bạn. Đó, hai bạn này đi nhanh không? Tốc độ lên nhanh kìa các bạn. Thấy không? Các bạn quan sát kìa. Này, bạn nữ này đi nhanh này. Bạn này nữa này. Đây này. Bạn Bi này. Rồi bạn xa lướt nè. Ok. Sao đi đi. Đúng rồi. Đi. Xe lửa nào. Wow. Mày lại té rồi. Perfect. Gần được. gần được. Bạn đứng lên. Hai chị ơi. Oh. Wow. Gần được. Ôi xếp lại cho anh nhảy kìa. Này xem cú nhảy của anh kìa. Để con nhìn đi, con đứng đây con nhìn này. Đi đánh nha. Rồi bắt đầu. Không đừng nhảy nha Phong. Không đừng nhảy cho anh. Từ từ để cho anh nhảy kìa. Đó các bạn thấy chưa? Wow. Rồi con nhảy đi Phong. Đi mà nhảy chắc gãy răng luôn quá. Thấy anh đỉnh chưa? Ấy. Ấy chạy từ. Trời ơi, chạy té lắm đó. Anh đi đó. Ờ. Đây. Tôi quay rồi này. Ở nhà anh ở đâu? Nhà anh ở quận 8. Bên đường người chạy Hồng Vương hay là không ở khúc qua cầu Nguyễn Chí Phương này tới nhà anh này. Nhà sát bên nè. Bắt đầu tiếp tục một lần nữa. Mẹ mẹ mình được một trang.